Hello, em chào tất cả bác nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2024 thì bên em lại tiếp tục giới thiệu cho bác một dòng đẩy hai kênh luôn nhé. Dòng đẩy của nó là Panasonic luôn nhé. Panasonic mã là VKP9300 các bác nhé. Dòng xe đấy. Một trong những dòng đẩy xịn sò của Nhật các bác nhé, cực kỳ nổi tiếng luôn. Dòng là dòng dòng xe các bác nhé, hai kênh đấy. Thì nói chung hình thức con này thì bên ngoài thì cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đây, hình thức bên ngoài của đây các bác nhé. Đấy, đẹp tầm trên 90%. Đây hình thức bên ngoài, ở đây là ruột gan ở bên trong của nó đây. Gan con này thì em thật với các bác là khá là đẹp. Nói chung con cái dòng xịn sò này thì khó thiết kế thì không được chê đâu các bác nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Đây, có gì đây. Máy móc còn sáng quắc luôn. Đấy, đẹp cực. Em không nói tầm 99% nhưng phải được tầm 95% trở lên các bác nhé. Riêng ruột con này em phải nói thật với các bạn là nó đặt trên 95%. Đấy, bên ngoài thì nó có thể hơi xước xát thì không tránh được, mà riêng cái ruột của con này thì khá là đẹp con nhé. Đấy, đẹp kinh khủng luôn. Đấy, thì cũng video trước em lên rồi thì cũng có một số bác khách yêu cầu em là test cho em con này. Đấy, để các bác ấy được nghe. Đấy, và được trải nghiệm cái dòng giam xa này thì em xin nói luôn cho các bác là dòng này đánh tiếng cực kỳ là sạch các bác nhé. Tiếng cực kỳ sạch luôn. Các bác làm mà chúng nhà các bác mà đôi loa Mỹ đấy, full 30 hoặc full 40 đấy thì đánh ghép vào những cái dòng đẩy này thì đánh cực kỳ là nên các bác nhé. Đấy, thì những dòng xịn sò này thì nó chỉ ghép những con đẩy những con đôi loa xịn thôi thì đánh tiếng nó cực kỳ hay. Đấy, như ở JB nào hoặc giam xa của Nhật ý, thì các bác ghép vào những đôi loa đấy thì đánh tiếng em thật các bác là cực kỳ là sạch luôn và nó sáng tiếng các bác nhé. Thì sau đây em xin test chất âm cái con đẩy này để các bác được nghe. Em đang đánh một đôi full 30 nhé các bác nhé, một đôi là chim Siric nhé. Thank you.
ra ngoài đánh tiếng cực kỳ hay các bác nhé. Đây là em đang đánh trực tiếp từ máy tính, không qua thiết bị xử lý nào các bác nhé. Đấy thì là đây, em đang cắm trực tiếp từ máy tính các bác nhé. Đấy, em đánh cắm trực tiếp từ máy tính vào các bác nhé. Đây. Đấy. Không qua thiết bị xử lý nào các bác nhé. Thì bác nào mà xem được cái video này đấy, mà thích những cái dòng mà đẳng cấp và xịn sò các bác nhé, thì bác nên chơi con này. Thì nói chung là giá trong thời điểm hiện tại em xin báo giá luôn, em đã bán mức giá là 7.500.000 các bác nhé, 7.500.000. Đấy, bác nào ở gần mà nhận được xe thì em bao ship, còn bác nào ở xa thì em không bao ship các nhé, không nhận ship hàng mà qua bưu điện thì em không bao ship, còn nhận xe được thì em bao ship các nhé. Thì nói chung là dòng đẩy này thì đánh tiếng khá là hay, các sáng tiếng sạch các bác nhé. Thì bác nào yêu cái kênh hãy cho em xin vài dấu like, đăng ký kênh để ủng hộ những mặt hàng mới nhất bên em cập nhật hàng ngày cho các bác. Thì video này em xin kết thúc tại đây, em chào tất cả các bác nhé.